Mình có nhiều chỗ là một cô rồi đó, có thể mình có một số chỗ hay là chỉ ở dạ dày thôi, nhưng mà nó chỉ tác động ở dạ dày mà thôi, nó không tác động chỗ khác. Nếu nó tác động chỗ khác thì nó sẽ sinh tác tác dụng phụ. Chẳng hạn như tôi thí dụ cho em một cái chất này, dioxin á, cái dioxin đó là nó tác động trên cái bơm natri kali ACDI ở tim á, thì chỗ đó là chỗ tác động trực tiếp của nó, nhưng đồng thời nó cũng tác động trên natri kali ACDI ở bộ máy tiêu hóa, cho nên nó gây buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy đó, em thấy không? Đó, cho nên là trường hợp thiếu oxin là làm không có chuyên biệt, nhưng trường hợp của CBI là chuyên biệt. Mà tại sao tạo ra chuyên biệt đó là vì ở pH thích hợp nó trở thành dạng có tác dụng. Đó, em đi vào cái thường giới tác dụng. Các hiểu em ý tôi nói không? Thành ra là cái CBI này hồi nãy nói cái câu là tác dụng phụ nó ít là vậy đó. Bởi vì nó chuyên biệt. Khi nào nó bị tác động một chiều là nó tác động ở nhiều chỗ, mà những chỗ đó mình không muốn, mình chỉ muốn có một chỗ mà thôi. À, em phải hiểu cái chỗ cái vấn đề của tôi thích. Thành ra không khỏe Việt Nam không nghiêm như thuốc là mình chạy cho uống buổi sáng, tại sao uống buổi sáng? Bởi vì buổi sáng là từ sau đêm thì nơi đó thì cái vô đồ tâm nó được tổng hợp không nhiều. Nên cho thì lúc đó nó phát huy được nhiều người ta tác dụng được. Và tại sao nó tác dụng lâu? Một trong những nhược điểm của PPI là tác dụng chậm hơn khác. Tại sao vậy? Tại sao trong đó tác động chậm? Mấy ngày sau mới có tác dụng. Cho nên không có ai mà đang đau dạ dày mà chạy đi mua cái gì DDI cả. Mà chạy mua cái gì? Antacid. Tại sao antacid sẽ nhanh? Thì nó không phản ứng hóa học. Nó phản ứng hóa học, nó xảy ra liền. Còn DDI tại sao chậm? BBI tại sao chậm? Chậm là bởi vì có gắn cái liên kết. Không phải, nó phải đợi cho tới là cái số lượng mà bơm proton trong cơ thể nó giảm bớt đi, mấy ngày sau nó giảm bớt đi thì lúc đó nó phát huy được cái tác dụng đó. Chứ cho nó tác dụng liền, cho nó không ai đau dạ dày chạy ra mua nhiều thì ai phải thay nhau cào cào và bao nhiêu mua giá nó xếp. Tại vì như trong lớp tôi có giảng, nhưng mà lúc đó là các em thường chưa có nghe kỹ, nên tôi vẫn thay nó, cái đó là dùng tập đó, nên là còn tôi giải đây thì những cái điều khác, cái gì sử dụng thuốc của các bác sĩ rất là nhiều, nhưng mà các em thiếu dùng tập, các em đang thiếu dùng tập, nhưng mà tại vì nếu nhà trường mà hiểu, nhà trường cho tôi dạy dùng tập cho các em. Cho ba người tiên người dạy cho em biết tiên tôi dạy xong rồi thì các em biết điều chết cái liều này. Ví dụ như em có cái liều dày, bây giờ thì em suy nghĩ thì em làm sao, thì em sẽ giữ cái liều đó thì em cắt dài mà có liều quá dài là em giảm liều xuống, em giữ nguyên khoảng 6 liều. Em cái nào mà có cái liều cao hơn của tôi thì em biết sao mà cần thiết cái liều cho con, và em quý thì liều một cái với tôi. Thế tiếp tục về cái phần tác dụng phụ của omeprazole thì cái thuốc này rất an toàn, nên tác dụng phụ thường gặp nhất của nó là nhức đầu, buồn ngủ, chóng mặt, nó là buồn nôn ra buồn táo bón, còn mấy tác dụng khác thì rất là ít gặp. Em biết omeprazole nó còn tác dụng phụ gì không, phải đầu buồn nôn chứ không phải. Mời em.
da dày từ 1 xuống xuống 4. Khi mà đưa cái hạt dày từ 1 xuống 4 á, để làm cho cái hạt xin nó có tương vào bằng đồng. Thì nó sẽ đưa đến là những thuốc nào cần môi trường axit để hấp thu. Thì đó là cái thưởng. Như như cái gì các em? Như là canxi nè, đặc biệt là bên dị hành. Nên là mấy người đó em coi chừng thiếu tủ lâu dài coi chừng thiếu ăn cái gì điều trị cái này á là cứ mấy tuần rồi á tám tuần luôn á hai tháng luôn á thì nó sẽ thiếu, thấy không? Với lại cái nữa là nếu mà bệnh nhân mà họ đang bị viêm phổi thì nó sẽ hoàn thành thêm nha, hoàn thành thêm nó sẽ bị cái gì cái con phê là sao vậy vì vô đường axit nó cũng cao vậy để cho nó cấp nhiều nước đồ thì mấy cái bệnh nhân mà thở thở máy thì mấy kia đó là họ bị dễ viêm phổi nhiễm HP là bởi vì cái môn đường axit chính là cái chỗ đó là chỗ đó. Tiếp theo là một trạng thái của bệnh nhân thì mình khuyên bệnh nhân là không nên dùng nếu không dùng đủ liều thì tưới ngưng thuốc sẽ dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn, có thể dẫn đến biến chứng. Liệu trình này kéo dài tới 4 tuần rồi nên sau 1 tuần thì sau đó còn mình phải quay lại với thấy và không tưới tăng khi nhập liều nữa. Khi thấy tác dụng phụ nghiêm trọng thì em mới dùng liều thuốc là phải đi thấy khác. Tiếp theo là phần theo dõi thì cũng như cái giống khác thì theo dõi nếu bệnh nhân không trở lại thì có thể là bệnh nhân đã hết hoặc là có cái chuyện gì đó có nhiều bệnh nhân khác nữa. Còn nếu bệnh nhân trở lại thì sau khoảng một tuần trở lại thì nếu mà triệu chứng cải thiện thì cho nhân tiếp tục dùng thuốc bổ. Còn nếu không cải thiện thì họ sẽ có nguyên nhân có là bệnh nhân có tư bổ được có tư bổ liệu pháp không? Còn nếu còn nếu bệnh nhân có tư nếu bệnh nhân không tư bổ liệu pháp thì có thể thay thế dùng thuốc thì sử dụng để có hiệu quả tốt, cái axit tốt hơn. Còn nếu không thì mình sẽ tìm cái nguyên nhân đó rồi để hướng dẫn bệnh nhân khắc phục cái nguyên nhân đó. Rồi nếu nhân đến trước thời hạn đó thì mình sẽ xem xét vấn đề, đó sẽ tìm cái nguyên nhân khác và làm bệnh nhân đến sớm. Rồi lúc đó mình có cảm
gì không? Không có nặng ngực mà nó nóng. Nó nóng ngay vỗ ngực vậy nè. Là mình chỉ bị là sau ăn thôi. Thì ăn no vô thì nó đỡ hơn nhiều. Ăn no thì đỡ hơn nhiều. Nhưng mà nó có bị nặng ngực không anh? Là thấy nóng nát dọc ở đây. Rồi trước giờ là mình có bị bệnh gì không? Không đi khám, không có biết gì hết. Rồi trước giờ mình có thói quen gì không? Có dùng bia rượu hay là thuốc lá gì không? Tôi uống rất lâu ngày, tôi uống 1-2-3 ly rượu. Ngày nào cũng uống. Tôi uống như vậy là bao nhiêu lâu rồi? Tôi uống cũng từ hồi trẻ rồi, cái thói quen. Rồi mình có gia đình chưa? Có rồi. Có rồi, mình có bao nhiêu con rồi? Tôi có 5 đứa. Đẻ nhiều đó. Rồi bây giờ thì tôi sẽ tiến hành khám nghiệm tại đây. Trước giờ mình có bị dưỡng thuốc gì không? Rồi bây giờ thì tôi sẽ tiến hành khám cho chị ha. Rồi. Ở ngoài này có đau không? Có đau. Ở đây có cảm giác gì không? Có đau không? Ở đây thì giờ thì nó không có đau. Có bao giờ là đau ở đây không? Không. Ước gì mình là bác sĩ. Rồi bây giờ thì trước khi mình tôi chọn đoán và cho vô đây hết rồi cường sẽ tiến hành để xét nghiệm vô đây hết rồi đó. Một lúc sau khi có được xét nghiệm thì bây giờ thì xét nghiệm thì tôi chọn đoán chị là mình bị chồng bị viêm quản. Tức là cái axit trong cái dạ dày của mình á, nó lên cái thực quản của mình. Thì nếu như mà mình không có dùng thuốc hoặc là uống thuốc này nọ không có đều đặn á, thì mình có thể là bị loét thực quản hoặc là bị hẹp cái thực quản mình lại. Thì lúc mà mình ăn uống này nọ thì mình sẽ cảm thấy nó khó khăn. Rồi nó có nguy hiểm gì không? Đó là tôi mới vừa nói á, là có thể là mình bị loét cái thực quản hoặc là mình bị hẹp, có khi là mình bị hẹp. Thì lúc đó là mình ăn uống mình sẽ cảm giác nó khó khăn. Nhưng mà bây giờ thì tôi sẽ cho chị kê cho chị là uống cái thuốc omeprazole. Thì mình sẽ điều trị trong khoảng chừng 4 đến 8 tuần tùy theo cái mình có cải thiện hay không. Thì bây giờ tôi sẽ cho chị uống 7 viên, mình sẽ uống 7 ngày trước. Thì mình uống á, thì mình uống vào buổi sáng trước khi ăn sáng 30 phút. Trong cái bệnh này á, thì mình tuyệt đối là mình phải ăn đủ bữa, mình không có bỏ bữa, mình phải ráng ăn sáng. Thì mình ăn uống thuốc xong thì mình sẽ đợi 30 phút sau rồi mình ăn sáng. Rồi khi mà mình uống á, thì tuyệt đối là chỉ uống nguyên một viên, mình không có bẻ thuốc hay là mình nghiền thuốc ra để mình uống. Rồi uống thì mình phải uống nhiều với nước ha. Rồi ngoài ra thì trong cái bệnh này thì mình tuyệt đối mình phải cái thói quen của mình rất là quan trọng. Thì mình thứ nhất là chỉ có rượu bia, có thuốc lá là tuyệt đối mình phải bỏ rượu, bỏ thuốc lá, không có được sử dụng nữa. Giờ mình bỏ. Thứ hai là mình ăn thì tuyệt đối là không vào buổi sáng, ăn đủ bữa, mình không có sử dụng đồ cay nóng hoặc là dùng cà phê thích. Ăn xong thì mình đừng có nằm liền, mình chỉ phải đợi khoảng chừng 2-3 tiếng sau khi mà thức ăn nó tiêu hóa thì mình mới được nằm. Rồi
tôi thấy cái gương mặt của chị là mình hơi to, hơi béo một chút, thì cho tôi hỏi là chị bao nhiêu ký rồi? 70 kg. 70 kg mình cho bao nhiêu? 5m5. Vậy là cái BMI của mình hơi to, hơi lớn, thì mình phải giảm cân lại, mình phải chia nhỏ bữa ra, mình ăn đúng bữa. Tốt nhất là chị nên tập thể dục để mình giảm được cái trọng lượng của mình ha. Không, bây giờ là mình không có ăn được dầu mỡ, tại vì bây giờ mình vừa giảm cân và cái dầu mỡ đó nó làm lên cái phần của mình nữa, nên mình không có được ha. Mình nên mặc đồ rộng rãi, mình không có mặc đồ chật nha. Rồi nãy giờ tôi nói là chị có nhớ gì không? Nhớ là uống thuốc về của nó còn lại còn uống rượu bia nhiều thứ nhà không thói quen quan trọng thì tôi phải bỏ rượu bia thuốc lá, ăn uống thì cay nóng, người là không quen tập thể dục, kê đầu cao, không nằm liền sau khi ăn. Ngoài ra thì ngày nãy tôi quên dặn chị là ví dụ như tại vì mình điều trị nó lâu dài cho nên là mình sẽ gặp những số tác dụng phụ, thì có thể là mình sẽ cảm giác hơi buồn nôn hoặc hơi nôn, nhưng mà cái đó thì cũng đừng có quá lo lắng. Nhưng mà nếu như mà mình cảm giác là đau ngực, nặng ngực, hoặc là mình có cảm giác là mình đau bụng hoặc là tiêu chảy, hay là có một cái bất thường gì đó mà mình thấy không ổn, thì tốt nhất là nên đi khám bệnh. Thì tôi sẽ xem lại và tôi điều chỉnh lại. Rồi bây giờ chị đi xuống chị ra đi xuống đây toàn. Em có biết là hiện nay ở mấy nước Âu Mỹ đó, cái nghiện ma túy tự nhiên nó giảm một cách đáng kể luôn. Mặc dù trước là người ta chiến đấu đủ thứ trên nhưng mà cũng vẫn không giảm, bây giờ tự nhiên nó giảm. Em biết tại sao không? Hả? Các em biết tại sao không? Ai biết là bởi vì bây giờ nó chuyển sang nó nghiện thứ khác. Thứ gì biết không? Smartphone. Cái này là nói nghiên cứu đó, nó nghiên cứu là người ta đã nghiên cứu rồi. Ví dụ như hồi trước đó là nó gặp gỡ nhau thì để vui đi chơi thì nó hút gần xa, nhưng bây giờ đó không cần nó gần xa, chỉ cần cho nó trên mặt con thôi, nó cúi xuống là nó quên hết sự hiện đời luôn. Bây giờ cái thế hệ của các em đó thì tiến bộ hơn tụi tôi, là các em có thể tìm được thông tin dễ dàng, nhưng các em không có chăm học bằng học của tôi. Hồi trước tôi là vô lớp là làm gì có mặt qua, cho nên là ngồi lắng tai nghe thầy cô nói, cho nên là nó giỏi lắm, nó rất là giỏi, mặc dù thông tin nó không có bằng, nhưng mà cái tôi của một hôm thầy là tất cả một sự tích lũy trong nó. Chứ em qua mặt qua thì em không biết cái nào là cô đồng cả. Và bây giờ ai có ý kiến là về cái phần thầm tình đóng vai, bạn nào có ý kiến? Ai có ý kiến? Bạn nào từ giờ chưa phát biểu đó thì phát biểu đi. Mời em. Đúng, có mấy người em chưa phát biểu qua.
tôi đồng ý với bạn Tiến. Bởi vì sao? Vì chỉ khi nào các em đi nghi ngờ, em nghi ngờ một cái biến chứng thì chứ còn đây là cái việc mà không thường mình lắm. Cho nên nếu mà hồi nãy là bác sĩ xong cái hỏi cho bệnh nhân một câu mà tập mật câu đó là muốn bên sao không ăn không có nhẹ không, nếu bệnh nhân nói có thì lúc đó chúng ta phải làm nghiệm chứng lại thì đó có vấn đề thì mình bạn rồi, thấy không? Còn nếu cứ không thì thôi, nó không có làm cho em đó nó một câu. Ai có ý kiến gì nữa không? Ai có ý kiến về cái phần đóng vai? Nếu như các em không có ý kiến thì tôi xin cùng có ý kiến. Dạ. Đầu tiên thì tôi thấy là bác sĩ này có những ưu điểm như sau: có sát trùng tình bệnh nhân, những câu hỏi của bác sĩ rất là đúng hướng, chẳng như là đau bao lâu, đau ra sao, đau lúc nào, thấy không? Thì nghĩa đó là mình có nghĩa diễn tả, tất cả cái diễn tả đó nó có một cái đường đau nóng đi lên đây, nghĩa là trước chiếc gì đó em chứng ở nóng, một cái biểu tình của đau rồi thì là cái phần đó của sẽ là đúng. Đau lúc nào, đau ra sao thì bệnh nhân nói thì diễn tả xong rồi nói là có đắng miệng thì rõ ràng là cái này là một cái đau luôn rồi, không có cái gì mà nó nói được cả. Rồi cũng có hỏi tìm sự bệnh, cũng có hỏi tìm sự bệnh là tại sao mà vậy em. Cái bệnh trầu đồng ruột này á, nó lạ lắm, nó lạ ở chỗ nào? Những cái triệu chứng của nó có khi người ta nghĩ nó là bệnh tim, đau thắt ngực, thấy không? Có người á lại là tưởng đâu là một cái bệnh về đường hô hấp, ho nhưng mà nói tới nó lui hồi á là gặp được. Thật ra là khi mà tôi đi nói cho cái người bệnh này à, tôi nói cho bạn thì có bác sĩ tai mũi họng, có bác sĩ tiêu hoạch và có bác sĩ tiêu hóa đó, thì thật ra là nó có những vấn đề như vậy rồi. Rồi em cũng có nói được là cái tiền sự bệnh xong rồi còn hỏi là những vấn đề mà có liên quan tới bệnh, có uống thuốc hay không, có uống rượu hay không, rồi gì nữa, có dị ứng thuốc hay không, thì cái đó là như vậy. Rồi sau đó là bệnh nhân hỏi là có nguy hiểm hay không thì em nói là cái bệnh này nó thể khác, nhưng mà nó phải cây gì loét nè, hẹp từ vạn nè, nhưng mà nó đánh cái gì ung thư, nó có sợ bệnh nhân. Nếu mà em sợ cái gì ung thư á, em có thể nói được, nhưng mà tại vì cái từ từ một quá nó có thể làm tổn hại cái thực quản của mình, dẫn đi đến nhiều bệnh nguy hiểm như vậy là được. Về cái nhưng mà theo tôi đó, nếu mà bác sĩ có kinh nghiệm thì nên diễn tả cái bệnh này kỹ hơn. Và tại sao vậy? Có diễn tả kỹ thì ta mới nói cái cách đề phòng để đánh cái này. Thì bé mới nói là đau ngực là sao? Đau ngực là những cái đồ phía dưới ăn nó trong dạ dày nó trào lên họng, cho nên chị mới thấy cái cảm giác gì đặc biệt nha. Và để cái đầu lâu quá thì sao? Thì cái thực quản nó sẽ bị acid nhiều quá, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái thực quản, biến chứng ở chỗ được cái thực quản. Theo cái tôi thì em phải nói như thế. Như vậy thì cái cách phòng tránh nó sẽ phù hợp và cái thuốc nó phù hợp với cái sức khỏe. Như vậy thì tôi cho cho uống cái gì? Tôi cho cho uống cái thứ mà để cho mất cái acid ở trong cái của dạ dày nó giảm xuống, không ảnh hưởng tới thực quản. Có thì cũng tính như vậy. Và trong cách sống thì sao? Trong cách sống là chị đừng ăn những thứ gì nó kích thích lên cái dạ dày. Nếu kích thích thì nó sẽ đưa cái đồ phía dưới lên. Chị ăn cái thứ gì mà đừng có để cho nó giảm cái áp suất của cơ vùng dưới cái dạ dày, để đẩy cái thực quản dưới thực quản với cái dạ dày.
hạn như là sô cô la, bạc hà rồi này kia, đừng ăn chất kích thích như đồ đồ nóng, đồ đồ cay. Và cũng đừng uống, tôi có một cái em hỏi tiền về tiền sữa bệnh. Tiền sữa bệnh là ví dụ như người đó bị cao cao huyết áp, thì uống những cái thuốc như ức chế dòng canxi nè, viên cát nè, hay là beta blocker thì chất nó làm giảm sức cơ hơi nhiều. Đó là nói tiền sữa bệnh là cái lý do cho như vậy. À, và em giảm cái tái gì, đừng có cái mặt quá, mặt quá thì cái áp suất nó tăng lên, đừng mặc quần áo chật quá, áp suất nó cũng tăng lên, đó là cái điều như vậy. Rồi em cũng những cái như là đừng để thừa cân, chia nhỏ bữa ăn, phải mặc đồ rộng, phải tập thể dục cho chân, cái đó mới được đúng không? Ghê quá ba. Cái tên ở lộn. Nói ra là bác nói chung cái thì bác sĩ này nói rõ rõ ràng với ông lớn rõ rõ ràng. Cái câu hỏi thì cũng đúng hướng, chỉ có một vài đại cái còn còn hạn chế thôi, cho nên nó nói chung là tốt. Như vậy thì tôi cho các thầy một điểm đầu với em, một điểm. Các em có còn còn thắc mắc gì về cái bài này không? Về ca sĩ đã kéo em được có đẹp không? Cường nữa, cường nữa. Dạ quá sướng rồi.